Hello, chào mọi người. Chào ngày mới nhá. Chào tất cả bạn bè của tôi. Sáng nay đóng hạt điều xong mới lại cà phê xong. 9 giờ mới đi xuống vườn tí đây. Trong cái vườn tre này nó cái số tre mới trồng nên là tình hình thế nào. À là cũng đã có cái câu chuyện, có một chút đề tài. Qua nó có mấy ông anh em cùng ngồi chơi nói chuyện buổi tối, thế nó cũng có nhiều vấn đề và nhiều sự kiện là nghiên cứu, mà chủ yếu là cái vấn đề hạt điều. Mình thì chủ yếu làm cái hạt điều nhiều, thế nên là chuyện hạt điều nhiều khi nó hay là chủ đề chính trong những xuyên suốt quá trình nói chuyện và làm việc của mình, đều là những chủ đề chính. Đây thì vườn điều mình nó cũng cỗi cỗi rồi, mình đương thay thế trồng một cái loại giống tre mới này, bạn thấy không? Đấy, trồng cây tre đây, trồng cái giống tre gọi là tre Bát Độ, mình lấy giống từ ngoài Bắc vào. Tuy nhiên cũng rất chi là may, và hay là cái nhiều khi là trong cái rủi thường xuyên có cái may, cây điều nó cũng già rồi, nó cũng cỗi, đất nó lại xấu, không được bao nhiêu về giá trị nữa trong một năm thu hoạch. Thế nhưng mà chuyển sang trồng giống tre này thì lại được. Câu chuyện của buổi tối hôm qua là có mấy ông anh ấy lo lắng về vấn đề giá điều hạt rẻ, nên là có loại thậm chí có loại 70-80 nghìn một ký, rồi loại 100 hơn 100 một ký. Thì như điều như mình đương khoản bán loại một, mình loại đẹp đấy, mình bán 300 một ký thì thấy nó cũng rất chi là ngược, rất chi là ngược. Thế nhưng mà mình có cái tệp khách hàng ấy, thực ra mà nói thì không phải là những người giàu, mà có cả những người giàu và có những người không giàu, thì người ta thực sự quan tâm cái chất lượng sản phẩm chứ không có quan tâm cái giá trị nhiều. Thực ra mà nói không phải ai cũng dễ gì mua được cân điều ăn, theo cái góc nhìn của mình đấy. Thế nhưng mà quan điểm của mình nên là riêng cái hạt điều ấy là nó có một cái ưu điểm là năng lượng tốt, chất lượng dinh dưỡng rất chi cao. Thì nhưng có nhược điểm xấu là nó cũng là hạt cây như các loại hạt có dầu khác, nếu mà để mà bị hư hỏng mốc hoặc thời gian bảo quản quá lâu thường là nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn cái tốt cụ thể là bao nhiêu thì mình không biết. Thế nhưng mà ở góc nhìn của mình ý, là cái loại điều mà đã tới 70-80 nghìn một cân hoặc 100 nghìn một cân là đúng như mình là không đủ tiền nguyên liệu, chưa nói về công làm, chưa đủ nguyên liệu cho một cân thành phẩm. Thế thì cái đó thì hầu hết mọi người phải đặt ra câu hỏi tại sao lại như thế. Dạ vâng, nó cũng như một cái xe máy thế thôi. Các bạn đi mua, các anh chị em đi mua biết rằng là cái xe tàu khi nhiều khi 5-6 triệu là cũng là xe đờ diêm, ít xe diêm Thái, diêm Thái, diêm Việt rồi nè. Thế nên là chắc chắn là cũng không phải trình bày, không phải thanh minh nhiều nữa. Thế như thời gian sử dụng rồi thì nó lại thái quá. Thế nhưng mà quan điểm mình thì lại khác ạ. Nếu với một cái xe đấy thì có thể hỏng mất đi, ok, cái điện thoại như thế, cái điện thoại những cái bình thường thì cũng chỉ 2-3 triệu, thậm chí 1 triệu cũng có. Thế nhưng cái hàng tốt có thể 40-50 triệu, thậm chí cả 100 triệu, ok. Thì nó phải có cái gì ạ. Thế nhưng mà với những cái đồ dùng thì hết lỗi, hết sai, hết đát thì hết thời, hoặc là hỏng thì vứt đi. Thế nhưng mà riêng quan điểm mình với cái hàng ăn nằm mồm thì các bạn và anh chị em nên thật sự thận trọng cách chọn lựa. Chứ ăn mà rồi là không, thậm chí không tiêu hóa được mà rồi nó sẽ ngấm, nó tẩm vào người những cái thứ nó độc và hại thì không nên. Mình không phải khen ngợi cái sản phẩm mình một cách nó thái quá đâu, thế nhưng mà mình làm bằng hết cả sự tử tế. Tức là khách hàng phải là mình phải xác định là khách hàng là như người nhà của mình, người lớn thì bố mẹ anh chị em cô dì chú bác, còn người bằng tuổi hoặc kém hơn thì là con, là em, là anh chị, là bạn bè mình. Thế nên là đặt cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đặt cái vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Chứ còn giá cả thì nó không phải là vấn đề lớn. Là thực ra mình làm hàng nông sản, các bạn biết là chế biến nông sản nó không có cái lãi suất, nó không cao. Kể cả cà phê cũng thế. Bạn nghĩ sao bây giờ một cân cà phê nhân mà 50-60 nghìn rồi ạ. Đấy là loại nhân xô nhân thường. Thế là nhân nhân tuyển thì nó hơn đi nữa. Hai nữa là cái quá trình lưu kho để cả một năm trời. Ví dụ các bạn để 1-2 cân thì nó là bình thường, nhưng để một vài 100-200 cân hoặc 1-2 nghìn cân thì nhất định là nó buộc phải cộng vào đó thuế rồi, cộng vào đó những cái lãi suất rồi.
rồi quá trình chế biến nó hư hỏng nữa, nó không đạt phẩm chất nên là phải tuyển lựa rất kỹ. Ba nữa là cái loại cà phê nó lại phải là loại chín thì giá trị dinh dưỡng nó cao, giá trị cái lượng hạt nó cao. Tại vì thực ra mà nói dân mình thì trước giờ là ít người được dùng cái hàng lành hàng sạch, đem ít người hiểu và thông cảm, ít người biết, mà đa phần là phần lớn là uống cho biết, hoặc hai nữa hạt điều ăn cho biết, mà đa phần là chọn cái ưu điểm đầu tiên là chọn cái loại hàng rẻ trước đã, thực ra nó phù hợp với đồng tiền. Nó cũng như cái xe máy tàu đời đầu sang thế, thậm chí đi đâu cũng thấy xe máy tàu, nhưng mà giờ nó dần biến mất trên thị trường. Và mình tin đặc biệt cái hàng ăn này như thế, với họ hàng, với nàng xóm, với anh em, với bạn bè, đặc biệt với khách hàng của mình, nên là cứ phải tỉnh táo chọn lựa cho nó kỹ cho tốt, đừng coi vì cái rẻ quá mà cho người nhà của mình tự dưng đi mua những cái sản phẩm nó kém chất lượng, cái sản phẩm nó không có hữu ích gì cả, mà cũng chỉ biết ăn biết, mà cuối cùng có biết cái gì đâu, ngoài cái biết mất tiền, là biết cái sự mất đi của nó, biết biết ngoài sự đấy nữa, mất cái niềm tin với xã hội, mất cái sự là tin tưởng với cái sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam mình. Thế nên khuyên các bạn đừng nên mua cái hàng nó quá rẻ, không xuất xứ, không nguồn gốc, tại vì cái hàng đấy là có cái loại hết đai hết đát, hết hạn sử dụng rồi, người ta đẩy đuổi về xong bao lâu các bạn chế biến, nhiều khi các bạn tận dụng cái thái quá. Tôi thực sự mình không ưa những người đấy, và một điều mình luôn nói mãi rằng là tôi không phải là một cái nhén, thì không thể làm nên một mùa xuân được. Thế nhưng mà tôi tin bằng sự tử tế của mình, khi khách hàng mình sẽ cảm nhận được, sẽ lan tỏa sản phẩm của mình được, mà mọi người đều biết cái sản phẩm của mình. Khi đã sử dụng rồi thì thường tệp khách hàng sẽ quay lại, đầu tiên là rất khó, mình bán hàng đầu tiên rất khó, ôi sao của bạn đắt thế, rồi của bạn nó có cái gì khác biệt so với người ta, rồi cũng là hạt điều, cũng là hạt cà, có khác gì đâu. À vâng, đúng, các bạn đúng, các bạn không sai, các bạn đều rất đúng ạ. Mà câu hỏi đấy mình phải trả lời, mình thực ra mà nói thì mình lại rất khó trả lời, tại mình cũng ít biết trả lời thế nào. Thì mình bảo nếu như bạn ủng hộ thì bạn vui lòng, và thậm chí có người mình phải gửi cho thử hàng, ok. Rồi nó chỉ qua khó khăn bước ban đầu thôi, là sẽ khách hàng khi cảm nhận được cái sản phẩm mình, người ta sẽ cảm nhận được sự tử tế trong đó, trong cái câu chuyện đấy, trong cái câu chuyện của sản phẩm đấy. Thì mình là người nông dân thì không có ngôn từ hay được, không có lời hay ý đẹp được, không có những cái từ ngữ nó chuyên môn được. Hai nữa cái am hiểu của mình thì nó có giới hạn, mà đặc biệt là những cái từ như là bây giờ người ta hay sử dụng cái vốn liếng từ nữa, tiếng Việt pha tiếng Anh. Mình thuộc thế hệ 7X, mà nông dân trong vùng sâu vùng xa nó là nó rất chi là ít học những thứ đấy. Thế nên để mà nói ra một cái gì đó nó lừa đảo quần chúng nhân dân mình không nói được, nhưng mà mình phải nói thật. Còn sản phẩm mình có nào mình bán thế, có đâu mình bán thế, làm tốt nhất có thể, kể cả trăm hàng chè đấy, cái nào già mình cắt đi, già một tí dụng cắt đi, để đảm bảo làm sao thì khách hàng của mình người ta cảm thấy xứng đáng. À ông này ông làm công nhận về nhà ăn nó xứng đáng cái đồng tiền thật. Hạt điều thế mình cố gắng làm sao là tuyển lựa, tức là làm cả sạch vỏ lụa luôn, để tuyển lựa lên cuối cùng đến sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng đấy, gần như nó phải là tuyệt đối, phải dùng được hết, sử dụng được hết, chứ không thể vứt đi được. Cà phê thứ có những bạn cà phê, ôi ôi sao cà phê của bạn nó màu nó lại chả đen gì, rồi tiếp ok rồi giờ là uống sao nó nghe có vẻ nhạt nhạt thế nhỉ, nó không đậm đà, nó không sánh, không mịn, nó lắng làm tuyệt đấy. Ok ok đúng ấy bạn, đúng đấy bạn, không hề sai một tí nào. Mà mình cũng cảm nhận như thế, mình những người khi lúc đầu mình làm cà phê cũng là như thế. Và rồi đến bây giờ bạn các bạn ấy hầu hết đều quậy này, công nhận bây giờ uống của bạn rồi là khó uống của nơi khác thật. Uống nơi khác nó thấy cái vị nó khác, đặc biệt cà phê, cái cà phê mà nó một là nhân đen ấy, phế ấy, nó kém, nó đen rang say, người ta làm cái màu đen đi, thậm chí phải pha chế thêm cả màu đen vào để tạo màu đen. Cái cà phê nguyên chất thì nó chỉ màu cánh gián thôi, không thể đen được, đặc biệt là với cà phê chín ấy. Nhưng mình làm hàng cà phê chín nguyên chất thì nó không thể đen được, còn dù cố tình rang cháy đi thì cũng khó. Đó là những cái mình hiểu của mình thôi, chứ người ta học về cà phê sâu ấy thì ui giời, phân tích cho đủ loại, là tên nọ tên kia, tên này tên khác, chất nọ chất kia, ui giời, trăm nghìn vạn mớ. Những cái điều đó mình để cho những chuyên gia chuyên sâu. Mình thì thứ nhất là để phục vụ bản thân gia đình mình, mình là cũng người uống cà phê mà thậm chí là uống thường xuyên, uống gần như là cũng chuyên nghiệp. Thế nên là không phải là gu mồm mình, nó cũng không phải là đẻo mình, khả năng là thực ra mà nói mình ấy khẩu vị của mình cũng kém lắm. Thế nhưng mà khi uống rồi thì cả sau này nếu có nhấp nhỡ đi ra ngoài các quán xá ấy, mình đều phải nói tôi bạn ơi cho mình một ly nguyên chất đi, ok. Chứ nếu mà bạn cho mình đen hoặc là mình không uống được cái nguyên chất mà ép đi, ok. Thế nên tuyệt vời thôi, thì mình uống được. Chứ còn có loại khác thì mình ngửi thấy mùi hóa chất nó nồng nặc luôn. Với cà phê ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc là rất chi nguy hiểm. Còn với hạt điều cũng thế. Hạt điều thì nó chỉ có cái loại một là cái loại nó bị đẩy đuổi về là loại tệ nhất, còn loại thứ hai là các loại các bạn nhập khẩu về. Thực ra điều Việt Nam mình rất tốt, rất ngon,
mà khách hàng quốc tế đánh giá rất chi là cao. Mình có những sản phẩm là được đi Đức rồi, được đi Đài Loan, là được đi Nhật Bản rồi. Phản hồi khách hàng rất tốt, dù nó không theo đường chính ngạch đâu, nhưng phản hồi thực sự tốt. Hàng Việt Nam mình nó thực sự nó chất thật, và mình cũng không phân loại được, tại vì nếu như phân loại thì cái loại tuyệt vời nhất thì nó thì lên tới 500-700 nghìn một ký mà cũng không thể kiếm được, tại vì rất khó. Thế nên là một số nhà sản xuất mà đặc biệt là gần đây nhất là bất chấp, người ta cứ mang về, người ta bảo Bình Dương, Bình Phước, thì thậm chí cả Gia Lai mình đấy. Gia Lai mình cũng có nhiều đơn vị sản xuất lắm, thế nhưng hầu hết là hàng Campuchia rồi hàng Châu Phi nhập về cũng cứ là điều Việt Nam, điều Gia Lai thôi. Ok, mình thì quan điểm mình thì phải thành thật, thành thật, đó là tiêu chí xuyên suốt và sau lại như thế, mình cam kết chịu trách nhiệm trước cái sản phẩm của mình. Không phải là coi như là cứ làm là bán được đâu, tại vì cái tên của mình nghĩ rằng là cái tên của mình đem ra là làm thương hiệu, nên mình không không mơ nó cao sang như một cái điều gì đó, như một ông nào đó, bà nào đó, hoặc một vĩ nhân nào đó trên thế giới. Thì thế nhưng mà những người biết mình là người ta sẽ cảm nhận được, những người biết mình người ta sẽ sử dụng sản phẩm của mình và người ta sẽ quay lại sử dụng và giới thiệu lan tỏa nếu như mình tốt. Vâng, ok, chắc có lẽ sáng nay cũng đến thế rồi, mình sang bên vườn bên kia chút nhỉ. Tân chào anh chị em và bạn bè, đặc biệt hôm nay là lịch âm thì là đầu tháng, rất mong được phục vụ quý khách nhiều hơn nữa, được lan tỏa tới sản phẩm tới hơn nữa. Nếu mà ai đó mà xem, những người nào đó mà xem được video clip này thì ủng hộ cho mình nhé, hay gọi cho mình nhé, và rảnh rảnh buồn buồn thì cứ vào xem ông nông dân nói chuyện tí nhỉ. Thân chào và hẹn gặp lại.